Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cùng tham quan cái vườn nếp ấm của mình nha. Đây là cái nếp ấm. Mọi người thấy to không? To bằng một bàn tay của mình luôn. Bè cái chạo luôn nè mọi người. Rất là đẹp. Đây đây là cái âm bu các bạn, âm bu đây là cái âm bu rất là đẹp. Đây là cái nước ấm Ventara bạn. Cây đang để được bò câu, bò cây câu. Còn đây bạn, mình đã thích đây dòng này. Rất là đẹp. Đây là cái mình thích nhất. Bika đẹp. Đẹp điểm của nó là có hai răng nanh bạn này. Có hai răng nanh. Hai răng nanh các bạn ha. Cây mình rất thích. Hai một một em dễ thương nữa. Chắc đẹp nè em mọi người. Đây là cây âm bô hít khúc. Các bạn thấy màu đỏ à? Tay rất hay. Âm bô hít khúc. Đây là âm bô. Cũng là một hạ âm bu. Bạn thấy đẹp mà màu rất nhiều màu. Đó, rất nhiều màu. Rất là đẹp nha mọi người. Đây, đây là cây đông ra hoa luôn. Đó, hoa của âm bu các bạn. Đó là cái bu chuẩn bị nã nã nát rồi.
này đâu có ấm gấp hay gì các bạn. À. Chị chốt nè, chắc kìa rồi. Mà rất chị đã đã. Đây, cái bấm phát. Cái gì đẹp mê mọi người. Đây là cây hứa bãi nha mọi người, đây là cây hứa bãi nha. Đây là cây win mấy giờ ra ấm à, chưa đoán được mọi người, chưa xem được tất giờ đẹp. Thì điểm về quyền là đang ngay vô cuốn lá này, này sẽ không có về như đây. Xíu à, mình mới mua là cây nhỏ, khi mới mua là cây nhỏ này này, đó, cây nhỏ, sau 6 tháng mình trồng là cây rất là lớn, rất là đẹp nha mọi người.
mọi người thăm khu vườn của mình. Tạm biệt. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh của mình nha.